Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì hôm nay sẵn dịp mà mình đang có nhang trầm trở lại đó, thì Tân xin thắp cái nén nhang trầm để cho không khí nó thanh tịnh chút xíu và Tân kể câu chuyện ma các bạn nghe. Thì hiện tại nhang nụ coi như là gần hết, chỉ còn nhang cây trầm nam và trầm bắc. Thì đây là một cây trầm bắc. Tại vì Tân thích cái hương trầm bắc lắm bạn. Hương trầm nam á là sáng sáng mà là Tân cúng ông thần tài ông địa đó, thì Tân sẽ thắp cái cây hương trầm nam lên. Còn khi mà trong ngày mà Tân ngồi Tân suy nghĩ công việc hay là Tân cảm thấy có cái gì đó bức bách á, thì Tân thắp một cái cây trầm bắc lên. Thì đây là cái chuôi rất là quen thuộc mấy bạn rồi, cái chuôi để mà Tân đốt trầm. Đó, mình thắp cái cây nhang lên, mình kể chuyện nó cũng hứng thú hơn, nó cũng có nhiều cái tâm linh hơn. Những câu chuyện mà Tân kể nó sẽ đi vào lòng người hơn. Đó, bạn thấy không? Nhang kỳ này các cô chú ngoài đó làm rất là mập, cho nên là nhiều trầm hơn. Đó, mập thì nhiều trầm hơn ha các bạn. Thì Tân xin phép Tân để qua một bên ha. Ok, bây giờ Tân kể cho các bạn nghe câu chuyện ngày hôm nay. Thì trong hôm nay á, mình nói về một cái series, đó là những cái người YouTuber mà đi làm việc về kể chuyện ma. Thì các bạn nghe rất là nhiều những cái kênh YouTube, những kênh vlog mà kể chuyện ma, thậm chí đi tìm ma. Nhưng mà cái cốt lõi của cái việc mà họ làm là đi tìm một cái con ma hay là đi tìm căn nhà có ma, và họ kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện đó. Thì nó cũng giống như kênh của Tân, nó cũng giống như những cái kênh khác đều làm y chang như vậy. Thì cái gì để mà mình hấp dẫn, cái gì để mình sợ, thì Tân nói ra để các bạn mà sắp tới ai muốn làm đề tài kinh dị có cái để mà làm. Đầu tiên phải đam mê. Đam mê thì mình mới hoạch định ra được ma có bao nhiêu loại ma. Cũng như là cái Tân kể chuyện về dòng lập ngày hôm qua, thì các bạn biết cái ghê rợn của dòng lập là cái gì. Thì nôm na nói định nghĩa cho các bạn dễ hiểu, dòng lập là một căn nhà hay là một cái tòa biệt thự hay là một cái vùng đất mà lặp đi lặp lại một cái vụ án mạng theo một cái chu kỳ nhất định, xảy ra theo hàng tuần, hàng tháng, hàng năm hoặc là hàng ngàn năm. Nó sẽ xảy ra một cái vụ lớn nhỏ tùy theo mà trước sự chứng kiến của những người sống chung quanh đó. Thì ví dụ như một cái căn nhà, cái căn nhà đó được xây lên từ một cái nền đất, hoặc xây lên đã có sẵn một căn nhà trong cái dự án nào rồi, mà người cái gia đình đó vô ở thì tự nhiên xảy ra tai nạn sau một tuần, hai tuần, hoặc là sau nhiều năm họ sống ở đó, mà cái tai nạn nó làm cho cả gia đình hoặc là một thành viên nào đó trong gia đình chết tức tưởi, và sau đó những thành viên còn lại trong gia đình cũng đi theo thành viên đó. Rồi những người chủ mới vô mua nhà hoặc những người chủ mới vô mua lại miếng đất đập xây lên, vẫn xảy ra những vụ chết người ở trong chính căn nhà đó hoặc là miếng đất đó. Thì Tân có thể gọi đó là chuyện ma vòng lập. Vòng lập rất là khó kể, tại vì khi mà lên thành phim á, các bạn dễ hiểu hơn. Còn khi mà kể á, là cái người kể họ phải có những câu chuyện cụ thể. Nếu mà kể cái quy mô nó lớn quá thì người ta không hiểu, người ta nghĩ đó là cái chuyện nhảm. Nhưng mà kể quy mô nhỏ thì người ta lại hiểu. Cũng giống như một cái căn nhà mà các bạn có thể biết là giữa ma dữ và ma không dữ. Ma dữ là cái con ma đã tạo ra vòng lập, nó thành quỷ rồi. Bất cứ ai vô trong đó cũng không mua bán bình thường được, mà thậm chí phải bỏ mạng, phải bỏ mạng, đó là ma dữ. Còn chuyện bạn vô một căn nhà mà căn nhà nó ai cũng biết là có ma, xong bạn vô bạn ở, con ma nó nhát bạn bỏ chạy, thì con ma đó không phải là ma dữ. Qua một cái thời gian nhất định sẽ gặp một người thầy pháp cao tay và tiễn con ma nó đi, thì căn nhà nó sẽ bình thường. Còn cái căn nhà mà khi người ta vô ở được, vô ở bình thường, nhưng mà sau đó các vụ án mạng xảy ra trong căn nhà đó lặp đi lặp lại qua các đời chủ y chang nhau, thì con đó là một con ma dữ, một con quỷ mà không ai trừ được. Cho nên khi nghe chuyện ma, mình phải phân tích rõ ràng rằng là cái chuyện ma đó thuộc dạng ma gì. Cũng như nhiều bạn có nói Tân là anh ơi kể chuyện ma mà ghê đi anh, kể chuyện ma mà máu me đi anh.
Thật ra máu me có nhiều cái để kể lắm. Đó, Tân ví dụ như ngày hôm nay, Tân kể cho các bạn nghe câu chuyện nhỏ. Cái nhà này nó nằm ở Malaysia, là nó là trong một cái lô đất. Cái lô đất này nó là rất là bự, cực kỳ bự luôn. Và nó xây lên những căn nhà định cư, gọi là nhà tái định cư, là tức có nghĩa là ở gần đó, hoặc là trong cái quận huyện đó, nó có một cái khu nào đó nó quá cũ rồi, và nhà nước muốn cải thiện cái khu đó lại thành đường đi, hay là thành một cái khu phức hợp hay là cái gì đó, để mà nâng cao cái đời sống người dân lên, thì nhà nước sẽ đền bù và xây một cái khu tái định cư, để cho những người cư dân ở đó người ta mua lại cái khu tái định cư với cái số tiền rẻ, để người ta sống một cái nơi sạch sẽ hơn. Nhưng vô tình nó xây trên một cái miếng đất rất là oán khí, kinh dị. Thì cái căn nhà này ở Malaysia nó xây trên một cái miếng đất đó, thì nguyên một dãy nhà không ai có chuyện gì hết á. Đúng căn đó là hai cái người kỹ sư xây dựng là té chết, mà té rất là kỳ. Tân nói các bạn nghe giống như là có một sự sắp đặt nha. Thí dụ như mình té, mà mình té lầu cao đi thì mình không nói, mà mình té từ lầu 1 té xuống mà chết nát bấy là cái chuyện nó không bao giờ có. Cái chuyện nó không bao giờ có, vậy mà nó xảy ra trong căn nhà ở trong cái khu tái định cư của Malaysia. Hai cái người đó chết cùng một lúc mà chết rất là kỳ. Đó là cái người thứ nhất là người kỹ sư, cả hai đều là kỹ sư nha các bạn. Kỹ sư là người có kiến thức, là người rất là hiểu và người cẩn thận trong cái việc đi lại những cái nơi công trường. Vậy mà cả hai không hiểu lý do làm cái gì mà lấy cái cây sắt á chọt lên cái mái nhà, tôi không hiểu chọt nó làm gì. Không bao giờ có hai cái người kỹ sư mà tại sao mà làm chuyện đó, mà khi chọt lên này điện nó truyền giật cái người đầu tiên. Thì khi mà giật á, cái tư thế té nó cũng là còn là nó văng ra ngoài, thì cả hai rớt xuống từ lầu 1. Thì khi mà rớt xuống á, thì tay chân gãy hết, đầu bể tùm lum hết chân á. Thì cái căn nhà đó trở thành một cái căn nhà có người chết. Nhưng mà bên Malaysia người ta không có quan trọng vấn đề đó, tại vì cái căn nhà có người chết đó là dành cho người Malaysia ở. Người Malaysia họ không có sợ. Thật sự là người Malaysia gốc á, họ rất là dũng cảm, họ rất là dữ, họ không có sợ. Họ mới vô đó họ ở, là hộ gia đình đầu tiên ở căn nhà đó. Thì khi vô ở đầu tiên năm đó đó, năm cũng lâu lắm rồi, phải mấy chục năm rồi, thì vô đó ở. Thì gia đình đó tổng cộng là có 6 người, hơi nhiều các bạn, hơi nhiều. Nên các bạn thông cảm giùm Tân, số lượng nhân vật quá nhiều là 6 người. Thì 6 người này á, vô ở một cái gia đình vô ở rất là bình thường vậy đó. Thì 2 tuần sau khi lấy nhà đó, thì ông ba bà mẹ chết đầu tiên. Và tình trạng chết cũng gần giống như hai cái người kỹ sư, là bị giật điện ở trong nhà. Mà cái chuyện này là chuyện rất là phi lý. Tân đang ngồi kế một cái tường nè, người ta xây nè, thấy không? Thì dòng điện sẽ đi âm tường đó. Thì mình không nói điện đi âm tường, gạch, xi măng, gỗ không sao mà giật điện. Đằng này họ bị giật mà giật cháy, hai vợ chồng cháy luôn. Mà chỉ cháy đúng hai vợ chồng thôi, cháy quéo thôi. Điện xung quanh cái chỗ đó nha, thậm chí người con trai á, cái người con trai mà nằm ở ngoài, máy quạt vẫn chạy bình thường. Một khi mà điện cháy là bạn phải hiểu một điều rằng là nó sẽ cúp hết toàn bộ điện. Nó cúp luôn điện nhà nó nổ cái bình điện, thậm chí nổ luôn nhà kế bên, tại vì chung một dòng điện. Vậy mà nó chỉ cháy đúng hai vợ chồng nó thôi. Đến khi mà cái người con gái mà đi nấu ăn lên nghe cái mùi khét mới chạy lên, mới thấy ba mẹ mình chết quéo ở trong nhà. Thì lúc này mới đem ra để mà làm đám tang rồi này kia các cái. Thì bây giờ lỡ cháy điện rồi thì bây giờ ta thiêu luôn. Đem đi thiêu hai vợ chồng đó đầu tiên. Thì trong nhà còn 4 người. Còn 4 người. Thì hàng xóm xung quanh cũng là người Malai. Người ta không có tin vô cái chuyện ma. Người ta có cảm giác không bình thường thôi, chứ người ta không có tin. Thí dụ như gia đình người Hoa là chuyện sẽ khác. Gia đình người Hoa là người ta đã tin, là người ta sẽ đi coi thầy. Còn gia đình người Malai người ta không có tin. Thì khi mà họ thấy tình trạng họ buồn thôi, cả 4 người buồn thôi đó, thì 4 người con tiếp tục cái cuộc sống ở đó. Thì đúng 3 tuần sau đó là cả 4 người con lên đường trong một vụ tai nạn. Tại vì thứ nhất là trong nhà là ba mẹ mới vừa mất,
đâm ra buồn quá. Cả bốn người con sau khi mà lấy được toàn bộ cái tiền bảo hiểm của ba mẹ đó thì muốn bỏ cái căn nhà đó để đi mua căn nhà khác mà nó tốt hơn để cho bốn anh em ở và xa cái nơi kỷ niệm buồn, thì phải đi coi nhà. Coi nhà đi trên một chuyến xe bus để mà đi ra khỏi cái khu đó. Thì khi ra khỏi khu đó quay trở về á, thì bốn anh em lại quyết định là không đi xe bus mà lại quyết định đi xe riêng. Là có nghĩa là họ thuê một cái chiếc xe hơi riêng để mà họ chạy từ cái địa điểm mà họ coi nhà về lại nhà mới của bên họ. Tại vì hôm sau á họ phải đi chồng tiền cọc hay họ đi làm cái gì đó, cho nên họ mướn một chiếc xe riêng nó sẽ tiện hơn là họ đi xe bus. Cho nên bốn anh em trên đường chạy về thì chạy không có quen, tại vì nào giờ anh em nhà này thì cũng khó khăn, chưa có điều kiện mà làm quen với xe cộ và đường xá. Thì khi mà chạy á, cháy hết cái xe, nổ mà cháy hết bốn người trong xe, là thuộc một căn nhà đó, là cái thế hệ đầu tiên nhà ở đó ha. Là nãy giờ thấy sơ sơ là tám mạng rồi đúng không? Trải qua thời gian căn nhà đó không ai mua ha, bắt đầu những người Malay ở đó họ không tin, nhưng mà họ không có mua căn nhà có đầy cái sự xui xẻo. Người ta gọi căn nhà đó là căn nhà xui xẻo, chứ họ không gọi căn nhà có ma ám hay là một căn nhà có quỷ, họ không có tin. Thì qua thời gian người này vô người kia ra cái khu tái định cư, mà người này ra người kia vô, người này được có điều kiện mua nhà mới, người kia này nọ, thì bắt đầu có người Ấn, người Hoa tới ở. Thì người Hoa khi mà họ tới họ ở đó, họ mới hỏi căn nhà sao rẻ vậy. Tại căn nhà nó rất là bình, nó nhìn nó không phải là cũ, nó còn mới. Tại bao nhiêu năm đâu ai ở đâu, ở bên trong bụi bặm thôi. Thì người ta nói đây là một căn nhà xui xẻo. Căn nhà này đã có 6 người trong gia đình chết và trước đó là 2 người. Thì người Hoa họ mới tin, họ tin vô cái chuyện tâm linh. Thì họ mới nói rằng là ok, để họ kêu thầy. Nếu như giải quyết được cái chuyện mà này đó, thì họ sẽ vô họ ở, tại cái nhà này rẻ. Nhưng mà trước khi liên hệ được với người thầy á thì cũng hơi khó. Tuy cộng đồng người Hoa ở Malaysia rất là đông, nhưng mà họ tin vào những người thầy thì đôi khi tin ở bên Trung Quốc hoặc là tin những người thầy bên Đài Loan, và để những người này qua Malaysia phải có thời gian. Mà căn nhà để đó giống như cái kiểu mà tiền trong túi bị ngứa đó, cho nên là phải mua, bằng mọi giá phải mua cái nhà đó cho bằng được. Thì mới đặt cọc mua. Mua thì có quyền vô ở. Mới đặt cọc đâu đó khoảng 50% thôi. Thì bây giờ kêu thầy chi nữa. À, đây là một câu chuyện mà rất là nhiều cô chú anh chị bị nha. Đã không biết nhà nó có ma hay không, hay là biết chỗ nó có ghê hay không, nhưng mà sợ người ta giành nó cho nên vô đặt cọc. Nếu các cô chú anh chị đã thấy không có duyên thì đừng có mua. Mình cứ để từ từ. Nếu đã có duyên thì mình sẽ mua. Thấy không, có gì đâu mà phải giống như chụp giật bằng mọi giá mà lấy được cái đó. Thì khi tai họa xảy ra thì mình là người lãnh, chứ mai hết thì đặt cọc 50% thì kêu thầy qua làm gì nữa. Vậy mà vẫn kêu thầy qua, cũng giống như trong đời sống vậy đó, gây ra họa xong bắt người ta giải quyết. Thì khi thầy Pháp qua tới nơi, thầy Pháp mới nói rằng là ở dưới cái miếng đất này đó, ở dưới cái miếng đất mà căn nhà này đó, đã từng có chôn một cái xác một người đàn bà. Mà người đàn bà này khi còn sống á, là một trong những người gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cái vùng đất này. Tại sao mà khi đào lên á, làm móng nhà không nhìn thấy hay sao mà lại chôn tiếp và sang lấp để lên. Thì thực chất ra các bạn, cái bà này bị chôn sâu hơn những gì người ta nghĩ. Chôn sâu hơn cả cái móng nhà. Tại nhà có một tầng à, móng đâu có đào chi mà nó sâu dữ vậy. Mà cách đây mười mấy năm về trước thì bạn biết á, thật sự mà nói cho các bạn hiểu, là nhà người Malaysia nó giống như nhà sàn vậy đó. Nó giống như cái nhà sàn, nó không phải là nhà đất bằng. Nó giống như nhà sàn, nó xây lên, nó xây lên một tầng nữa. Cho nên nói đúng ra nó bị hở cái khúc dưới, nó không cần đào móng. Nó không có đào móng nhiều, nó không có thấy. Đó thì thầy Pháp mới kêu bây giờ không tin, nó đào lên thử. Thì bây giờ người ta đào lên. Đó. Thì đào lên á, thì cái nhà nó chao đảo. Tại nhà người ta giống nhà sàn mà, người ta chao đảo thì bạn đào cái móng lên mà. Thì bây giờ không dám đào nữa. Ta không có dám đào nữa, giờ một là đập luôn cái căn nhà này. Đào lên thử coi có không. Đó, nếu như không có thì ông thầy Pháp đền. Bởi nó làm thầy Pháp rất là khổ. Phán đúng á, thì người ta coi là bậc thánh nhân. Phán sai á,
thì người ta bắt đền. Bởi vì nhiều người hỏi tưng á, anh ơi chỉ em cách trừ tà, đâu dám chỉ đâu. Biết bạn bị tà thiệt hay không? Nhiều người bị tâm thần, bị tà khác nhau. Đó. Thì cái nhà người Hoa này quyết định đập. Tại vì bản thân họ là người Hoa, họ cũng không thích ở nhà kiểu nhà sàn. Với lại xung quanh những người dân ở đó đó, người ta đã đập bớt rồi, đã xây nhà liền ở dưới rồi, đào móng sâu rồi. Thì đập hết căn nhà đã đào. Thì đào rất là sâu mới thấy cái hòm đó. À, khi mà bưng cái hòm đó lên đó, là không có được mở hòm ra. Nhiều người nói là khi bưng lên xong mở ra coi, coi gì, quỷ mà coi gì. Bưng lên là thầy Pháp bắt đầu lấy máu gà, chỉ đỏ, quấn xung quanh những cái đòn bánh tét mà Tân đã từng kể rồi đó, để phong ấn cương thi đó. Thì họ làm như vậy để mà giảm bớt cái lực tà của họ khi cái người chết đó, ra bên ngoài. Sau đó dán bùa của Trung Quỳ lên. Tại vì Trung Quỳ thiên sứ là một trong những cái người mà trừ tà rất là dữ trong nhân gian Trung Quốc. Ngoài ra những lá bùa còn liên quan những cái vị tướng mà được phong thánh ở trong lịch sử Trung Quốc, thì họ dán lên cái hòm đó. Và sau khi đợi cái thời khắc giao thoa giữa sáng và tối, thì họ bắt đầu họ thiêu cái hòm đó. Thì khi mà thiêu cái hòm đó rồi đó, cháy hết toàn bộ rồi đó, thì lúc đó là mới đem đi bỏ toàn bộ cái tro đó vô cái hũ và mang cái hũ đó về cái chùa ở bên Đài Loan hoặc là Trung Quốc, nếu như mà bạn nhờ thầy của hai bên. Nhưng mà đa số là Tân thấy người Hoa ở Malai họ sẽ nhờ thầy Đài Loan, thì chắc là họ hợp với phong thủy hay là hợp với cái kiểu cúng bên đó hơn, thì họ mang về. Thì sau khi làm hết tất cả mọi thứ đó, thì ông thầy cũng làm thêm một cái phép nữa. Cái phép đó là phép giải oan hồn. Gọi là giải oan hồn là sao? Là giải cho 8 người chết oan ở đó, đã bị cái hồn của cái bà này bắt á, phải giải cho 8 cái hồn đó nữa. Chứ không 8 cái hồn đó nó vẫn sẽ ám vô căn nhà đó. Chứ không phải đơn giản là diệt được cái người đứng đầu rồi là 8 cái hồn kia là nó đi, nó không đi đâu hết á. Nó ngay đó luôn. Thì phải chứng nghiệm và đem 8 cái hồn nó đi, rốt cuộc là 9. Thì cái gia đình người Hoa đó mới sang lấp mà xây lên. Thì khi mà xây lên á, thì họ không có ở, mà họ đem cho thuê lại. Họ đem cho thuê lại. Thì cái những người thuê sau này á, ở trong đó là họ đều nằm mơ thấy rất là nhiều cảnh giết chóc ở trong căn nhà. Thuê không bao giờ quá được 1 tháng 2 tháng. Nhưng mà cái lợi ở đây là thuộc về cái người chủ người Hoa mua nhà và xây nhà. Tại vì họ ở chưa tới 3 tháng mất tiền cọc chạy, mất tiền cọc chạy, mất tiền cọc chạy. Vậy mà giàu vậy thôi. Nhưng mà cái nhà đó hiện tại giờ cũng không ở được. Cái lý do tại sao thì không ai biết. Nhưng mà cái dòng lập mà chết á, thì nó không có còn nữa. Cái dòng lập mà người ta chết cháy trong đó thì không còn nữa. Thì bạn thấy đó, những câu chuyện dòng lập nó là như vậy. Khi bạn bước vô một căn nhà bạn bị nhát, tức có nghĩa là ma quỷ nơi đó không muốn bạn ở trong nhà của người ta, thì làm ơn bạn xin người ta ngồi nghỉ rồi bạn đi ra ngoài, bạn đừng ở trong đó nữa. Hoặc là bạn xin, bạn thấy những cái hiện tượng người ta không cho phép, bạn thấy liền, bạn nằm bằng bị chọc ghẹo phá, thì bạn cắm một cây nhang trầm lên. Nhang trầm mang theo trong người là chuyện bình thường. Bạn cắm lên cho Tân. Bạn cắm lên rồi, hết nhang trầm rồi, đó, bạn sẽ thấy không khí nó trong lành. Thì lúc đó bạn hãy quyết định ở lại hay đi. Chứ bạn đừng có nói là khi đốt nhang trầm rồi nó sẽ trừ hết. Nó sẽ trừ được cái công lực của con ma đó trong một thời gian tạm thời. Trừ khi con ma đó là con ma nó đi từ ngoài vô trong nhà bạn. Khi bạn đốt nhang trầm lên thì nó biến ngay lập tức, nó đi ra khỏi nhà bạn luôn. Hoặc là những con ma yếu yếu á, thì buộc nó phải đi. Còn bạn vô những cái vùng đất dữ, bạn đốt nhang trầm lên á, là giống như một cái buổi ngồi thương lượng giữa hai bên. Bạn xin người ta cho ở lại. Nhưng mà Tân nghĩ rằng là thứ nhất là trong khách sạn hay là trong một cái căn nhà nào đó thì ma cũng đến mức độ nào đó thôi. Trừ khi bạn đi vô trong rừng, trong rú, hay là bạn đi vô trong những cái nơi mà rừng thiêng nước độc, những cái nơi sông ngòi suối mà thiên nhiên, thì bạn phải cẩn thận. Tại những con ma đó nó không phải là người ta đâu, mà toàn là quỷ không à, toàn những cái thứ ghê gớm.
thì dù có đốt bao nhiêu cây nhang lên đi nữa thì nó cũng không ăn thua gì. Trừ những trường hợp bạn biết sử dụng bột trầm hoặc là trầm hương thật sự để mà bạn chứng nghiệm nó thì nó mới sợ. Chứ mà bạn làm sao mà biết làm những cái đó, trừ những người thầy pháp ta mới biết thôi. Hả? Nhang trầm rất là có lợi là như vậy. Thì trong những cái câu chuyện mà Tân kể thì Tân luôn muốn là dẫn dắt mấy bạn để phân biệt được những loại ma nó khác nhau như thế nào. Ma dữ nó từ đâu mà ra, ma hiền từ đâu mà ra. Thật sự ra lúc sinh thời người đó thuộc loại người gì thì con ma đó khi nó mất đi nó sẽ là loại người đó, loại ma đó. Có nghĩa khi sinh thời là một người ác, một kẻ giết người, thì khi mất đi cái linh hồn nó dẫn thành một linh hồn giết người hàng loạt. Chứ không phải khi mất đi rồi nó bình thường. Đó là lý do tại sao mà khi xử mà khu mà xử bắn tử tù đó, chỉ người mà tử tù vì xử bắn đó, họ cách xa khu dân cư rất là nhiều. Ở nước ngoài nha, họ cách xa khu dân cư rất là nhiều, thậm chí bây giờ là phải giết bằng thuốc độc để cho người ta đi lẹ và giết trong cái môi trường chứng kiến của những người mà có chức trách liên quan, và sau đó gói lại đem về nhà làm đám tang hoặc là như thế nào đó, chứ không để cho người dân chứng kiến hoặc là tiếp xúc. Tại rất là nhiều trường hợp mà các bạn không để ý tới hoặc là không báo chí nào đăng, rất là nhiều nơi trên thế giới người ta có trường bắn, mà khi bắn người ta cho dân bu xung quanh coi, giống như là bao công ngày xưa mà xử án vậy đó, cho dân bu xung quanh coi cái vụ tử hình đó, là cái người đó là người gây ra vụ trọng án. Nhưng khi bắn rồi đó, về lỡ như trong số những người đang đứng coi có một người hợp mạng hợp chí mà nhập vô một cái thôi, là mình nói thiệt với bạn luôn, cái xóm nó sẽ có tai họa ngay lập tức. Thật sự ra mình đang sống trong một cái thế giới nó bình thường, cho nên mình không có để ý. Có rất nhiều những câu chuyện cả một ngôi làng chết trong một ngày, hoặc là những cái vùng biên giới giao tranh đó, 1-2 ngàn người chết là chuyện bình thường trong một ngày. Tại do mình không có chứng kiến và mình không ở những cái vùng đó, mình không biết. Đôi khi là do bom đạn và đôi khi là do ma quỷ tạo thành. Bạn lật lại lịch sử đi, rất là nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở đó mà Tân sẽ kể trong thời gian sắp tới. Thật ra thì thứ bảy chủ nhật á, là hai cái buổi mà mấy bạn đi chơi, cho nên là Tân chỉ có thể kể theo dạng giải thích và kể nho nhỏ để mà duy trì cho các bạn nào mà không có đi chơi buổi ngày hôm nay thì có thể nghe được giọng nói của Tân và có thể biết được là sắp tới kênh làm cái gì và sẽ có những cái chuyện chuyển biến như thế nào. Chỉ vào thứ hai đến thứ sáu thì Tân mới tập trung vào những câu chuyện cụ thể và Tân diễn giả và Tân kể các bạn nghe, thật là phê, thật là hay thôi. Đôi khi sức khỏe, là đôi khi thời tiết, thì mong các bạn thông cảm giùm cho Tân nha. Thì các bạn thấy sao về những gì Tân nói ngày hôm nay thì cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích thì nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân ngày càng lớn mạnh hơn nữa nha. Và nhớ, các bạn có những đề tài gì hay về chuyện ma, chuyện tâm linh, hãy gửi về cho Tân. Và nhớ rằng là hôm nay Tân có bán trầm bia chút xíu nha các bạn, thông cảm giùm Tân nha. Ai mua thì vào Tân Lê Horror Gift order giùm Tân nha. Trầm hôm nay nó mập mạp dữ lắm, trầm nụ, trầm là gần hết rồi, chỉ còn trầm cây thôi. Nhanh chóng mua nha, chứ đừng để mua không được rồi trách Tân là sao không để dành. Tại vì buôn bán sao để dành được mấy bạn. Tân có để dành cho Tân mà không đủ xài luôn á nha. Ok, bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn một buổi chủ nhật thật là vui vẻ nha. Bye bye.